Chào các bạn kênh của Gái TV ha. Thì hôm nay thì mình nói chung là tách mấy con chim con ra khỏi bố mẹ để đút vài bữa, nói chung để cho nó dạng á các bạn. Nói chung mã lai á mà mình để chung với bố mẹ luôn á thì cũng rất là tốt, rồi bố mẹ sẽ chăm sóc luôn tới khi mà biết ăn. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình thôi là mình sẽ tách ra lúc khoảng tầm 12 ngày, khi mà ra lông cánh đủ á mình sẽ tách ra để mình đút một thời gian để cho chim nó dạng ha, để sau này mình dễ tập mồi dây á, mồi trần các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn cùng xem cái quá trình mà mình tách đổ nha. Nói chung là cũng không có gì, nhưng mà muốn quay để chia sẻ anh em coi vui thôi. Rồi với một cái nữa là mình cũng quay để cho biết là chim nhà mình á, nói chung là bố mẹ cũng tự đúc, mình cũng có nuôi vú em, cu Pháp làm vú em nha. Nhưng mà trường hợp đặc biệt mình mới gọi là đưa vào cho vú em ấp, chứ không phải là trứng đẻ ra mình lấy cho vú em ấp. Như vậy nó sẽ làm hư cái cặp chim giống của mình, hư cặp bố mẹ đó. Vì lấy trứng ra thường xuyên vậy thì bố mẹ sau này nó sẽ bỏ ấp các bạn ha, và ấp sẽ không đạt các cái. Nếu mà cặp nào đạt thì mình sẽ vẫn để nguyên, còn nếu mà cặp nào mà nó có trục trặc hay gì đó thì mình mới đưa cho vú em nha các bạn ha. Rồi ok, theo mình nha. Hai ổ tách mẹ được vài bữa rồi, này cũng 5-6 bữa đó các bạn thấy không. Chim bắt đầu là tập mổ rồi, bây giờ tiếp tục cặp này là con khẩu đồng, con mồi của mình mới vừa ghép thành công. Ngày xưa nó không biết đạp máy các bạn, ngày xưa nó đạp vô cái cây không à, bây giờ biết đạp rồi. Đạp với con máy gù cà lâm đó. Thì ấp được khoảng 4-5 ngày rồi. Ở đây là hôm nay mình sẽ tách này nha. Rồi, cặp này là cũng giọng thổ đồng luôn, con trống là chiêu gù, con mái là thúc gù. Trống là thổ đồng mà mái là thổ đặc. Bây giờ sẽ tách ra, con nó lớn rồi các bạn, con nó được độ khoảng 10. Cặp này hơi trễ tại qua nó đi cái đốc chứ không có nhà, nó khoảng 13-14 ngày tuổi rồi. Con nó muốn biết bay luôn rồi. Đây, đây các bạn thấy con đâu, đây các bạn, đây con nữa đây. Cỡ này là mình tách ra được các bạn ha, lông đủ nè, chứ mình tách trễ ra chim rất là nhát đó. Một cặp các bạn ha, một cặp này thì tỷ lệ là một cặp như vậy thì tỷ lệ là 95% là một con trống một con mái vậy ha, 95% nha, còn 5% còn lại đó là hai trống và hai mái. Thì vô đây vô chạy tập trung. Rồi tiếp theo là cặp thổ đồng này á, thì hôm nay là được có một con lẻ. Một con lẻ thì mình đeo cái dây rút này, mình cũng còn có dây xanh rút này, xong rồi vài bữa đeo khoen tên của cô gái TV vô nha. Bây giờ tắt luôn cặp này ra. Đây con lẻ các bạn ha. Thì cái chim cu á, thường á, mình thấy con lẻ thường là tỷ lệ trống nó cao, là nếu mà chim lẻ tỷ lệ trống nó khoảng độ 60% á. Đây chân cẳng nha, bự không, đầu vuông. Chim lẻ thì mình không có bảo hành chống mái các bạn ha, tỷ lệ cao thôi.
Đây, thêm một em lái cách gì sao? Tới cặp chụp chụp ô. Cặp chụp ô thì mình sẽ dây cái dây màu hường. Đây, chim con chụp chụp ô đây. Đây, con này nghi trống. Một cặp thì một con là nghi trống, con nghi mái ha. Đây. Đó. Rồi. Đây, con này thì mình ghi máy nè. Đó. Chụp chụp ô là màu hương nhé các bạn. Vô chuồng con ơi. Rồi mấy cặp này là Tết năm nay đi kéo lúa nha. Kéo lúa cho anh kiếm tiền xài Tết. Cặp này thì chưa có đủ lông các bạn không? Cặp này thì chưa đủ lông. Đó. Còn quá nhỏ nên chưa có tách ra các bạn ha. Đây, cha mẹ nè. Đây. Đó, ngoài kia thì ấp vú. Đâu được ấp đâu. Mấy cặp này lúc này ấp ok lắm. Mới đẻ trứng thứ hai. Rồi còn con TK thì mới nở nha. Đây, ổ TK đây, mới nở cũng được 3-4 ngày đó. Chim nó mới vừa đen là thôi. Thì sơ sơ đợt này thì mình xích chuồng được 5 cặp. Đút cám rồi ha. Nhiều anh em bơm nhưng mà mình bự quá. Hơi khô. Hơi cho miếng nước vô. Hai cái bên kia mà. Mình khoái đút như vậy hơn. Chim nó nói chung là nó mau biết ăn, mau biết mổ hơn. Ăn đồ khô. Vậy là khoảng độ tháng nữa là thả vô AV. Bạn thả vô AV cho nó chanh cội rồi ha. Rồi, sơ sơ đợt này sức chuồng được 5 cặp thì 5 cặp này thì nói chung là cũng có một số anh em đã đặt rồi. Đó, còn anh em nào mà đặt chim thì cũng thông cảm nha. Chim số lượng cũng không có nhiều, không có ra đều được. Nếu anh em đặt thì trung bình thời gian là khoảng 1 tháng mình mới có chim giao. Đó, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Cô Gái TV nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào.